thống siêu thị điện máy Mediamarkt. Ngày đôi khuyến mại gấp bội, áp dụng từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5. Hoàn tiền mặt lên đến 2 triệu đồng khi mua điều hòa. Tặng thêm quà bao gồm công lắp đặt trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Máy xay sinh tố 910 nghìn đồng. 1-1 trong vòng 2 năm. Điều hòa 1 triệu 9 nghìn BTU giá trị từ 3 triệu 990 nghìn đồng. Điều hòa Casper 1 triệu 9 nghìn BTU giảm 28%, giá số 4 triệu 990 nghìn đồng. Mua tủ lạnh máy giặt hoàn tiền lên đến 3 triệu đồng. Tặng thêm quà trị giá 2 triệu đồng. Tủ lạnh Sharp Inverter 180 lít giảm 26%, giá số 4 triệu 490 nghìn đồng. Mua TV tặng quà lên đến 2 triệu đồng. TV LED 40 inch giá siêu sốc 2 triệu 990 nghìn đồng. Smart TV LG 4K 43 inch 43UN 7400 PTA giảm 28%, giá khuyến mại 9 triệu 690 nghìn đồng. Gió mát tại gia đón hạ tại nhà. Máy xay tinh tố Philips giảm 28%, giá siêu sốc 550 nghìn đồng. Quạt cây Midea giảm sốc 40%, chỉ còn 550 nghìn đồng. Máy lọc nước Kangaroo 7 cấp giảm 38%, giá siêu sốc 3 triệu 550 nghìn đồng. Đại tiệc laptop smartphone giảm rồi lại giảm thêm. iPhone 12 Pro Max 128GB giá siêu sốc 28 triệu 990 nghìn đồng. Laptop Acer Nitro 5 AN515-5651N4. Chip card 5 RAM 8GB, ổ cứng SSD 512GB giảm 8 triệu, giá sốc 20 triệu 990 nghìn đồng. Hệ thống siêu thị điện máy Mediamarkt miễn phí vận chuyển và lắp đặt, 1-1 trong vòng 45 ngày, trả trước 0 đồng, trả gốc 0% lãi suất. Mediamarkt luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.